hồn tôi ơi, hãy dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, thánh danh của Ngài, nào ca tụng hỡi lòng trí tuệ. Ngài là đấng dự án công minh cho những người đang bị áp bức, ban lương thực cho người đói ăn và giải phóng cho người tù. Linh hồn tôi ơi, hãy dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, thánh danh của Ngài, nào ca tụng hỡi lòng trí tuệ. Ngài là đấng mở mắt ai đuôi, đấng những người đang bị khóm côi, luôn chuộng những bậc chính nhân và thương giúp cho người kiều cường. Linh hồn tôi ơi, hãy dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, thánh danh của Ngài, nào ca tụng hỡi lòng trí tuệ. Chỉ ơn cho người hiền trì. Linh hồn tôi ơi,